Thông tin từ VTC News, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có công văn chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, khiến một người lớn và ba trẻ nhỏ tử vong. Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn chỉ đạo Công an thành phố chủ trì, phối hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố, đảm bảo kịp thời theo quy định. Công an thành phố, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai theo chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về phòng cháy chữa cháy, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tự trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm để phòng ngừa sự cố, giảm nguy cơ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Lúc 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy tại tầng 4, nhà dân số 207 Định Công Hạ, Hoàng Mai. Ngôi nhà gặp hỏa hoạn, gắn biển cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 120m², có thang bộ và một thang máy. Ngay khi nhận được tin, Công an thành phố điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàng Kiếm, Cảnh sát 113, Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 19 giờ 30, đám cháy được khống chế và 20 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng phát hiện 4 thi thể. Danh tính các nạn nhân thiệt mạng gồm bà NMH, sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ NDDS, sinh năm 2013, NTA, sinh năm 2018, NDK, sinh năm 2022. Những năm gần đây, nhiều vụ cháy thương tâm xảy ra tại loại hình nhà ở có nhiều căn hộ hay còn gọi là chung cư mini, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ám ảnh cộng đồng. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé! Rạng sáng ngày 24 tháng 5 xảy ra vụ cháy lớn tại ngôi nhà trọ trong ngõ 119 phố Trung Kính ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, khiến nhiều người thương vong. Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 0 giờ 45 phút sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm lấy ngôi nhà. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Bên cạnh đó, đông đảo lực lượng y bác sĩ cũng như xe cấp cứu cũng được điều động tới hiện trường. Theo ghi nhận, ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường Trung Kính khoảng 250m, xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Theo nguồn tin, vụ cháy đã khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương. Tới 5 giờ cùng ngày, tất cả thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trước đó, vào đêm 12 tháng 9, rạng sáng 13 tháng 9, 2023, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m², cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ, với khoảng 150 người dân sinh sống. Vụ cháy khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng, loại xe tay ga. Sau vụ cháy, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, 45 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 31 tháng 1, 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố tiếp tục khởi tố 6 cán bộ, nguyên là cựu thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình, cả 6 người bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Có thể thấy, điểm chung của hai vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng nêu trên là thời điểm cháy xảy ra lúc rạng sáng. Đây đều là loại hình nhà ở có nhiều căn hộ hay còn gọi là chung cư mini, có vị trí nằm sâu trong ngõ hẻm nhỏ, phương tiện chữa cháy không tiếp cận được và hệ thống phòng cháy chữa cháy thoát hiểm kém. Xoay quanh thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư mini, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Loại hình nhà ở dạng chung cư mini đang rất phổ biến ở Hà Nội. Chúng mọc san sát khắp nơi trên mọi tuyến phố. Trung Kính, Yên Hòa, Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hoàng Hoa Thám, Đội Cấn, quận Ba Đình.
Khương Trung, Khương Đình, Triệu Khúc, quận Thanh Xuân. Đáng nói là phần lớn chung cư mini đều được xây dựng trong những ngõ ngách chật chội, sâu hun hút, ngoằn ngoèo, đang xen dày đặc với các căn nhà cao tầng. Có những con ngõ chỉ vừa cho hai xe máy tránh nhau, thậm chí có nơi xe không thể quay đầu, hoặc có những căn chung cư nằm ở vị trí tận cùng ngõ, cách mặt đường lớn đến cả cây số. Điều này đang đẩy mối nguy hỏa hoạn về phía người thuê, mua. Vì nếu hỏa hoạn bùng lên, hàng trăm người dân sẽ khó có thể thoát khỏi những không gian tù túng này. Những chung cư mini thường có diện tích nhỏ từ 30 đến 50 mét vuông. Chính vì thế, mật độ căn hộ rất cao. Nhiều chủ đầu tư khi xây dựng đều đưa ra lý do ban đầu là nhà ở, sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê hoặc bán căn hộ. Họ tận dụng tối đa quỹ đất nên ít làm lối thoát hiểm. Cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy chỉ mang tính hình thức, hiểm họa cháy nổ, do đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hàng trăm người dân phải sống trong nỗi lo âu vì không biết khi nào hiểm họa ập đến. Khảo sát của phóng viên VTC News tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, phần lớn những ngõ nhỏ quanh khu này đều có ít nhất 1-2 căn chung cư mini với lối vào sâu hun hút. Ngõ ở khu này rất hẹp, thiếu ánh sáng vì nhà cao tầng mọc lên san sát. Những căn chung cư mini nằm rất sâu trong ngõ, cách mặt đường lớn ít nhất 500m. Cửa ra vào cũng chỉ vừa để chiếc xe máy lách qua. Nếu xảy ra cháy, trong cơn hoảng loạn, mọi người trong nhà che nhau chạy ra còn khó. Đừng nói người ngoài vào hỗ trợ dập lửa, một cư dân thừa nhận. Có những con ngõ nhỏ không dành cho ô tô, chỉ có một lối ra vào duy nhất dành cho hàng trăm cư dân sinh sống tại đây. Chưa nói đến việc lực lượng cứu hỏa sẽ tiếp cận tòa nhà trên bằng cách nào nếu xảy ra hỏa hoạn. Lối thoát duy nhất này cũng sẽ quá tải khi sự cố ập đến. Một người thuê nhà hoang mang nói, sau vụ hỏa hoạn thương tâm tại Khương Đình, tôi thật sự bất an. Nếu bây giờ không may có sự cố xảy ra thì không biết việc ứng cứu qua địa hình này sẽ như thế nào. Khi mà lối đi vào quá xa và chật hẹp, tôi rất lo lắng. Chắc tôi phải tìm chỗ ở khác thoáng đãng, rộng rãi và an toàn hơn. Cuối một con ngõ nhỏ trên phố Trung Kính, ba căn chung cư mini nằm sát nhau, hàng trăm người hiện ở trong các chung cư không lối thoát này. Chị Hách thuê tại đây lo ngại, càng nhiều người sinh hoạt trong một không gian chật chội thì nguy cơ mất an toàn càng cao. Chỉ một người có hành động vô ý thức thôi cũng có thể gây hậu quả khôn lường cho cả cộng đồng. Vì thế tôi lo sợ mỗi ngày những nguy cơ xấu ập đến. Biết là thế, nhưng vì giá thuê rẻ, tìm chỗ mới cũng không dễ nên tôi đành chấp nhận thuê ở đây. Sâu trong ngõ 66 phố Triệu Khúc cũng không đếm xuể có bao nhiêu căn chung cư mini xếp cạnh nhau san sát, đan xen với các tòa nhà cao tầng. Từ đoạn đầu ngõ đường còn to rộng, càng vào sâu, những ngóc ngách chỉ vừa lối đi, đâu đâu cũng có chung cư mini cho thuê. Nhà cao tầng dày đặc, những ngõ thì nhỏ, căn chung cư nào cũng hiện đã kín chỗ. Các tòa nhà chung cư mini vẫn đang tiếp tục mọc nhan nhản, làm dấy lên những mối nguy khôn lường về hỏa hoạn thương tâm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tên mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày, giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn, và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Lem Protect, đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.